À, Shikini, hôm nay mình đang chuẩn bị đi bác sĩ ấy, xong mình mới nhớ ra rằng là nhiều bạn hay dùng sai cái từ khám trong tiếng Séc. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ giải thích xem là trong tiếng Séc thì nói từ khám như thế nào nhé. Từ đầu tiên ấy mà chúng ta nên biết ấy, đó là từ yit navishetreni. Yit navishetreni. Yit navishetreni có nghĩa là khi mà chúng ta đang bị triệu chứng gì đó và chúng ta cần đi bác sĩ để khám, để bác sĩ chẩn đoán xem là chúng ta bị bệnh gì. Sau visit và bác sĩ đã chẩn đoán là chúng ta bị bệnh gì, bác sĩ đã kê đơn đấy, đó là đưa cho mình ví dụ recept là kê đơn cho mình ấy, thì sau đó bác sĩ sẽ hẹn chúng ta để yit na control, yit na control có nghĩa là đến để kiểm tra lại, để bác sĩ khám lại ấy, xem là chúng ta đã khỏi chưa hoặc là đỡ chưa. Và còn một kiểu khám nữa, kiểu cuối cùng ấy, đó là hàng năm ấy thì chúng ta nên đi khám định kỳ. Thì trong tiếng Séc sẽ là yit na preventivní prohlídku. Yit na preventivní prohlídku hoặc là yit na prevenci. Yit na prevenci. Và thế nên là trong tiếng Séc ấy, để mà nói từ khám ấy sẽ có 3 từ lận. Đó là yit na vyšetření là khi mình đang bị triệu chứng. Yit na kontrolu là khi bác sĩ khám xong rồi, sau đó chúng ta đến để kiểm tra lại. Và cuối cùng nữa đó là hàng năm chúng ta nên đi ấy, yit na preventivní prohlídku. Nebo yit na prevenci. Tak jo, strašně mi svítí to slunce do očí. Mějte se, pa pa.